Xin chào tất cả anh em. Thì hiện tại mình đang đứng ở trước cửa hàng Nguyễn Bú Store tại thành phố Cần Thơ, địa chỉ 47C đường 3 tháng 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay mình lặn lội từ Sài Gòn xuống Cần Thơ để trên tay và giới thiệu với anh em về một cửa hàng bán những cái sản phẩm high-end PC và những cái phụ kiện gaming gear rất là xịn, rất là hot. Thì đây là một cái nơi tuyệt vời để anh em Cần Thơ và anh em xung quanh có thể đến để trải nghiệm về những cái sản phẩm công nghệ mới nhất liên quan đến thế giới PC hay là những cái chiếc laptop. Bây giờ mời anh em cùng mình đi vào bên trong để xem là cửa hàng họ sẽ có những sản phẩm gì thú vị ha. Ở trong cửa hàng Nguyễn Bú Store, mỗi cái gian hàng của từng hãng đều có một cái khu vực trải nghiệm. Ở trong đó sẽ có những cái bộ PC và những cái linh kiện gaming gear có sẵn của các hãng. Thì khi mà anh em đến cửa hàng, anh em có thể trải nghiệm và anh em có thể tận tay sử dụng và chơi những cái tựa game trên những cái bộ PC đắt tiền đó hay là những cái bộ gaming gear rất là xịn đó. Bước vào cửa hàng Nguyễn Bú Store thì khu vực đầu tiên mà mình ấn tượng đó chính là quầy của Corsair. Thì Corsair là một trong những cái hãng sản xuất linh kiện PC rất là nổi tiếng. Họ rất là nổi tiếng về tản nè, về nguồn nè, và thậm chí là cả bàn phím rồi chuột tai nghe nữa. Thì ở đây là những cái sản phẩm của Corsair được bán và trưng bày tại Nguyễn Bú Store. Thì ở đây mình thấy có một cái sản phẩm rất là nổi bật, đó là cái con chuột Kata Pro. Thì con chuột này có mức giá chỉ là 390.000 thôi, nhưng mà mình thấy nó khá là hay. Bởi vì nó có cái kết nối plug and play, tức là anh em chỉ phải cắm dây và anh em xài thôi, nên không cần phải thiết lập nó gì đâu quá phức tạp. Và nó có một cái trọng lượng khá là nhẹ, 69g, và nó có 6 nút ở trên này, anh em có thể tùy chỉnh. Và nếu như mà anh em đang dùng trong cái hệ sinh thái của Corsair á, thì anh em sẽ có một cái phần mềm để anh em có thể sync cái hiệu ứng đèn LED RGB ha, rất là đẹp. Ở dưới đây là những thiết bị của Corsair, dùng những cái linh kiện của Corsair, và anh em có thể tới, anh em có thể trải nghiệm. Ta có một cái ghế của Corsair luôn nè. Trên này thì mình thấy có hai cái bộ nguồn rất là nổi bật của hãng, đó là bộ nguồn RM750 và bên này là bộ nguồn RM1000X. Thì hiện tại mình đang dự định build một cái bộ PC cho mình, và với riêng về nguồn á, thì mình có cái sự tin tưởng cao với Corsair và mình đang nhắm đến cái mẫu đó là RM850, là một cái bộ nguồn rất là phù hợp cho cái bộ PC mình sắp build ha. Và một số những sản phẩm nổi bật khác anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có hai cái tản H100 RGB ở đây, và một cái tản nữa ở phía trên kia là H100i IQ. Thì ở sự kiện Computex hồi tháng 6 vừa rồi mình có đi á, thì Corsair họ trưng bày rất là nhiều cái giải pháp về tản nhiệt mới, về nguồn mới rất là hay. Anh em có thể theo dõi lại trong cái Computex của Tinh Tế ha. Thì ở đây có thêm một cái mẫu, đó là cái mẫu K68. Thì cái mẫu này Tinh Tế bọn mình đã từng có một cái bài giới thiệu cho anh em rồi. Đây là một cái bàn phím gaming rất là hay. Rồi đi qua bên này, thì nếu như mà anh em không phải là game thủ, anh em muốn có một cái những cái linh kiện, những cái phụ kiện mà nó phù hợp cho cái nhu cầu văn phòng, thì dĩ nhiên Logitech là một trong những sự lựa chọn hàng đầu. Thì hiện tại ở đây á, Nguyễn Bú Store trưng bày rất nhiều những cái thiết bị và những cái mẫu chuột, bàn phím, tai nghe, cả về Logitech lẫn Logitech G nữa. Logitech G thì sẽ dành cho anh em game thủ ha. Mình ví dụ nè, ở đây có một mẫu chuột công thái học, đó là Logitech Leap. Thì cái mẫu này mình đã có một bài trải nghiệm rất là kỹ ở trên Tinh Tế rồi. Bàn phím công thái học nè, rồi một loạt những cái mẫu chuột, từ những con chuột cơ bản như là M187 cho đến những mẫu Silent, tức là cái switch của nó rất là yên tĩnh, anh em có thể click và nó không gây phiền hà đến những người xung quanh. Và đây có một cái mẫu chuột mà mình cũng đang sử dụng luôn, đó là cái mẫu M650 Signature. Đây là một cái con chuột có thể nói là nó cân bằng khá là nhiều về yếu tố từ giá thành nè, cho đến cái hiệu năng sử dụng, cho đến cái khả năng kết nối và cái sự tùy chỉnh, và cũng như là cái sự tương thích giữa Windows và Mac ha. Và nếu như mà anh em đang dùng những cái mẫu chuột này, còn cái mẫu MX Anywhere hay là MX Master thì nó quá là nổi tiếng rồi. Ở dưới đây chúng ta sẽ có thêm một vài những mẫu tai nghe hay là những cái mẫu chuột về gaming. Ví dụ như là cái mẫu G102 là một cái mẫu chuột rất là huyền thoại của Logitech G luôn. Mức giá thì cũng rất là hợp lý. Còn ở đây là một trong những cái con chuột chuyên nghiệp được các game thủ yêu thích nhất và lựa chọn nhiều nhất, đó là mẫu G Pro X Super Light. Thì hiện tại thì nó đã ra phiên bản thứ hai rồi, và trên Tinh Tế bọn mình cũng đã có rất là nhiều cái nội dung trải nghiệm cả về phiên bản đầu tiên lẫn phiên bản thứ hai luôn ha. Thì anh em có thể lên Tinh Tế những video đọc. Rồi một số những cái mẫu tai nghe và những cái mẫu chuột khác về Logitech G của Logitech, anh em có thể đến đây anh em trải nghiệm một cách thoải mái. Rồi đi qua bên này thì chúng ta sẽ có cái khu vực gian hàng của Asus. Thì Asus thì quá là nổi tiếng rồi ha, từ những mẫu laptop cho đến những cái mẫu bo mạch, cho đến những card đồ họa,
màn hình, tức tai nghe, chuột bàn phím, nói chung là Asus họ làm rất là nhiều. Riêng về mainboard, nha, thì Asus là một trong những sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đó. Ở đây anh sẽ thấy là Nguyễn Vũ Store trưng bày một số những cái mẫu bo mạch chủ. Ở bên này là những cái mẫu GPU nè, rồi bàn phím, rồi chuột. Cái mẫu bàn phím LG Phakion này là một trong những mẫu bàn phím mình rất là thích. Đó, mình có một thời gian trải nghiệm nó rồi. Nếu như mà anh em nào đang dùng LG Phone thì anh em hãy thử qua hai cái mẫu tai nghe này của LG luôn. Thì đây là một mẫu tai nghe gaming, nó cho anh em một cái độ trễ thấp mà một vài cái tính năng tối ưu cho gaming. Đó, thì hai mẫu có dây và không dây luôn ha. Rồi, ở đây sẽ là cái khu vực trải nghiệm về những cái linh kiện sản phẩm của Asus. Anh em có thể tới đây tự mình trải nghiệm qua những cái tựa game đó, rất là hay. Rồi qua bên này là MSI. Với MSI tại Nguyễn Vũ Store thì anh em sẽ thấy là họ trưng bày những cái mẫu mainboard cho cả phần cứng Intel lẫn AMD luôn. Đó. Rồi anh em có thể thấy là những cái mẫu GPU, rồi những cái mẫu nguồn MSI ở đây có khá là nhiều và có cả khu vực trải nghiệm luôn. Mình ấn tượng vào cái màn hình này của MSI bởi vì nó là một cái màn hình cong và cái mức giá của nó chỉ là 4.590.000 thôi. Nó là một màn hình Full HD, tấm nền VA với cái tần số quét 250Hz, kích thước là 27 inch nhưng mà nó là một màn hình cong. Thì tấm nền VA nó sẽ đem lại cho anh em một cái độ trễ, một cái thời gian phản hồi nó thấp, cho nên là khi mà anh em chơi game á thì nó sẽ có một phần nào đó có sự lợi thế hơn. Qua bên này là gian hàng của Gigabyte, một cái không gian trưng bày những cái phụ kiện, linh kiện của Gigabyte. Thì đây anh em thấy là có rất là nhiều những cái mẫu mainboard. Thì Gigabyte họ cũng làm mainboard ha. Thì anh em thấy là có mainboard nè, có GPU nè. Và GPU thì anh em thấy là có cả Nvidia lẫn AMD nữa. Và ngoài những cái mẫu GPU dành cho gaming thì Gigabyte họ cũng có những cái mẫu GPU để dành riêng cho những công việc đồ họa. Và một cái khu vực trải nghiệm những cái phần cứng của Gigabyte. Và cái bộ PC màu hồng rất là đẹp ở đây. Thì những bạn nữ nào có cái ý định mà làm streamer á, các bạn có thể nghĩ qua cái bộ PC màu hồng này ha, rất là dễ thương. Bàn phím, chuột, rồi màn hình, khu vực trải nghiệm của Gigabyte nó sẽ nằm ở đây. Và mình thấy là tại Nguyễn Vũ Store đang có một cái chương trình rất là hay, đó là khi mà anh em đến đây và build một cái bộ PC thì nó sẽ được trợ giá lên đến là 1.500.000. Thì tại Nguyễn Vũ Store họ sẽ có những cái bạn kỹ thuật, những cái bạn nhân viên rất là rành về phần cứng, rất là rành về những cái linh kiện, thì họ có thể tư vấn cho anh em để build một cái bộ PC như ý. Bởi vì mình thấy rằng là không phải tất cả mọi người chúng ta đều có thể am hiểu hết về phần cứng để chúng ta có thể build một cái bộ PC như ý. Thì nếu như mà anh em có bất kỳ một thắc mắc nào thì anh em có thể đến Nguyễn Vũ Store, thì ở đây các bạn sẽ tư vấn cho anh em rất là nhiệt tình, rất là kỹ càng ha. Và ngoài những cái gian hàng mà mình chia sẻ với anh em thì trong đây còn rất là nhiều những phụ kiện, những cái linh kiện khác, những cái món đồ công nghệ khác mà mình thấy rất là hay. Ví dụ như là những anh em nào mà thích setup một cái góc làm việc chill một xíu, nó đẹp một xíu thì anh em có thể đến và trải nghiệm qua những cái món đồ của HyperWorks. Thì HyperWorks họ sản xuất rất là nhiều những phụ kiện, những cái linh kiện để anh em có thể build một cái góc setup làm việc tại nhà hay là trên công ty. Ví dụ bàn công thái học nè, rồi những cái giá đỡ đồ công nghệ nè, rồi cả những cái am màn hình, rồi cả những cái đồ kê tay, rồi gác chân, anh em có thể trải nghiệm qua cái những cái sản phẩm của HyperWorks. Và nếu như mà anh em thích những thiết bị custom, ví dụ bàn phím cơ custom hay là những cái linh kiện gaming, thì anh em có thể đến đây trải nghiệm qua những cái mẫu bàn phím như Ducky nè, rồi chúng ta sẽ có GMMK nè và Keychron, và chuột thì chúng ta sẽ có những cái model ví dụ như là Glorious nè, rất là nhiều cái mẫu Glorious. Thì đa số những cái thiết bị này ở trên kênh tế bọn mình đã có những cái bài viết, đã có những cái video trải nghiệm cũng như là chia sẻ với anh em rồi, thì anh em có thể lên nó đọc để anh em có thể có được một cái nhìn tổng quan hơn. Và còn rất là nhiều những cái sản phẩm ở đây nữa, ví dụ như là chuột nè đó, rồi cả cái thùng máy tính nữa. Mình thấy rất là nhiều thứ ở trong đây, nói chung là nó là một thế giới luôn á. Khi mà tới đây anh em có thể thoải mái trải nghiệm ha, những anh em nào ở Cần Thơ hoặc là những anh em ở khu vực xung quanh có thể đến Nguyễn Vũ Store ha. Và ở trong thì sẽ là cái khu vực dành cho kỹ thuật viên nè, cái quầy thanh toán và nhận hàng. Thì nếu mà anh em mua hàng hay là anh em có bất kỳ một cái vấn đề thắc mắc gì, anh em có thể đến gặp các bạn kỹ thuật viên quầy kỹ thuật này, thì các bạn sẽ giải đáp cho anh em tất cả mọi cái thắc mắc. Thì như vậy là mình đã giới thiệu qua cho anh em một vòng cái cửa hàng Nguyễn Vũ Store tại thành phố Cần Thơ. Thì mình thấy rằng đây là một cửa hàng rất là thú vị, và những anh em nào đang ở Cần Thơ thì đây là một nơi tuyệt vời để anh em có thể đến và trải nghiệm qua những linh kiện PC, những cái mẫu gaming gear đang rất là hot và mới nhất ở thời điểm hiện tại.
Thì mình nhắc lại là Nguyễn Vũ Store sẽ có cái địa chỉ tọa lạc tại số 47C đường 3 tháng 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì anh em ở Cần Thơ có thể đến cửa hàng để trải nghiệm qua những cái sản phẩm rất là thú vị ở đây ha. Ok, đó là cái chia sẻ của mình về cửa hàng Nguyễn Vũ Store tại Cần Thơ. Thì anh em nghĩ sao về cửa hàng này và những cái bộ sản phẩm mà mình vừa giới thiệu, anh em ấn tượng nhất với những cái sản phẩm nào? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Và nếu như em thấy hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Và mình là Cha Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.